Đà Lạt. Về đêm. Xin kính chào quý khách. Chúc quý khách may mắn lần sau. Chợ Đà Lạt là phải đi ngang Hồ Xuân Hương. Cái này thứ bảy lên là cũng như vậy cũng chưa đông mấy đâu, tại như phải đây luôn á Bi hả? Dạ. Yeah. Phải gặp bờ hồ á. Xong cái tiếng thứ bụi xong thì rẽ trái rồi sau đó đi thẳng rồi. Thường xuyên như ở Chợ Chim Hải nó hốt ghế rồi này. Mới nói cái đó xe điện. Xe điện. Xe chợ. Quán cà phê Thủy Tạ. Hồi xưa là bây giờ Thủy Tạ giờ là Thanh Thủy. Thủy Tạ là cái bên kia mà. Thủy Tạ là cái bên bờ bên kia hả? Chỗ này là quán Thanh Thủy. À, chuẩn bị ra trái nè. Bên này trái. Thì trái đây luôn này chứ. Đúng rồi. Rất là nhiều. Bình Bùi Thị Xuân. Chỗ này là bến cái nào cũng mẻ cái bộ binh nhưng mà cái nó là bộ binh, cái nó là đường thường. Bến thuê xe ngựa trước mắt. Thành phố Đà Lạt khác thành phố Hồ Chí Minh là bộ binh rất là nhiều. Dù xe 5 xe 7 thì nhiều bộ binh đúng. Dù đường lớn hay đường nhỏ cũng đều là cái bộ binh. Bùi Thị Xuân. Thằng bạn em mấy buổi xuân lên tới chơi giờ này vẫn lên tới ha, tới rồi chiều nó gọi làm biến ra khách sạn King Hotel. Sao gì cũng có, ngàn sao có luôn.
mình ta đó, chứ là giống ở khu mình ở đó. Một cô gái đẹp, cô gái đẹp đứng thẳng luôn anh, sắp tới rồi. Xuân nhà đẹp không? Ừ. Khu này khách sạn nhiều quá ha. Đầu đường cuối đường nhiều quá. Lẩu gà kim chi. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that.